Dịch bệnh COVID vẫn còn tăng cao, loay hoay trong vườn thế này lại vui và có thể quên đi những lo toan. Hôm nay Vân sẽ quay món dưa leo ngâm mắm, món này rất tiện, có thể trữ cả tháng trong tủ lạnh và hạn chế đi chợ nhưng vẫn có rau xanh để ăn thường xuyên. Đây là loại dưa leo Vân dùng để ngâm mắm và xào nấu ăn. Loại dưa leo này có vỏ dày, dai và giòn cứng hơn các loại dưa khác, nên rất thích hợp cho món ngâm mắm vì để lâu dưa vẫn giòn ngon. Xả nước cho ướt dưa một tí, rồi rắc lên một ít thuốc muối. Vậy ha. Đeo bao cây vào và cọ rửa vỏ dưa cho sạch. Rau quả mua về, Vân thường dùng thuốc muối để cọ rửa cho sạch. Rửa bằng thuốc muối là cách tốt nhất để tẩy rửa thuốc bảo quản và sâu bọ trên vỏ rau trái. Xong rửa lại cho sạch với nước. Vân thường làm một lần khoảng 5 trái to thế này là vừa đủ cho hai lọ Mason loại 32 ounce. Có sẵn món dưa ngâm mắm này trong nhà khá tiện, lại dễ ăn. Anh xã của Vân hoàn toàn không thích món dưa leo ngâm chua của Mỹ, nhưng lại ăn được món này. Vân cắt bỏ hai đầu quả dưa, rồi dùng cái phần đầu đó để chà xát đầu vỏ dưa để dưa ra bớt nhớt đắng. Cứ quay vòng vòng như vậy, quay một hồi sẽ thấy mũ đắng kết chùm vào nhau như thế này. Vân làm như vậy với đầu quả dưa còn lại. Quay theo một chiều vòng vòng vậy ha. Thấy mũ đắng ra nhiều chưa nè. Đừng bỏ qua bước này để dưa không bị đắng ha. Vân sẽ rửa lại cho sạch phần mũ đắng này. Bổ đôi quả dưa theo chiều dọc thế này để lấy hột ra. Vân dùng một cái muỗng để lấy hột ra. Ruột dưa mềm nên nếu ngâm lâu trong nước, phần ruột sẽ bị ủng nước, làm dưa ngâm mắm ra không được giòn mà lại nhanh hư nữa. Nạo cho sạch phần ruột nào còn sót lại nè. Có trái nạo ruột rất là dễ, nhưng có trái phải dùng cái muỗng sắn sắn mới lấy được phần ruột ra. Phần này phải làm cho kỹ để món dưa ngâm mắm để lâu vẫn được giòn và không bị hư. Vân cắt dưa xéo xéo thế này để lát dưa dài hơn một tí. Cắt dài khoảng 1 cm. Cứ thế cắt hết dưa rồi cho vào cái tô to thế này ha. Vân rắc lên dưa một muỗng canh muối, loại muối không có iốt. Muối có iốt làm cho dưa ngâm lâu ngày bị thâm và mùi vị cũng bị thay đổi. Nên các bạn đừng dùng muối có iốt ha. Trộn đều dưa với muối. Trộn đều với muối rồi thì Vân để yên cho dưa thấm muối và ra nước ít nhất 30 phút. Để muối làm cho dưa ra bớt nước. Bây giờ Vân sẽ đi pha nước mắm ngâm dưa. Tỷ lệ pha nước mắm ngâm dưa của Vân là cứ một cốc nước 240 ml, Vân dùng nửa muỗng cà phê muối hoặc nhiều nhất là một muỗng cà phê muối với một muỗng canh nước mắm. Một muỗng canh là 15 ml và 1/4 cốc đường là khoảng 50 g. Tỏi thái lát mỏng và ớt khô cho cay cay cho ngon. Nhưng để ngâm 5 trái dưa to vừa đủ cho hai lọ Mason loại 32 ounce, Vân làm gấp 3 lên là vừa khéo cho hai lọ. Vân sẽ khuấy trên bếp 3 cốc nước với 3/4 cốc đường. Và 1/2 muỗng cà phê muối. Nước nóng lên thì muối và đường sẽ tan ra nhanh hơn.
Vân chỉ khuấy cho các nguyên liệu tan ra là được, Vân không nấu sôi lên. Xong rồi nhấc ra khỏi bếp để cho nguội lại. Nồi nước muối đường nguội rồi thì Vân cho vào nước mắm 3 muỗng canh nước mắm, ớt khô khoảng 2 muỗng cà phê và 3 tép tỏi thái mỏng. Khuấy cho đều nè. Lúc này các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị với các bạn, nhưng với bọn Vân thì làm tỷ lệ vị đưa ra vừa ăn, không bị quá mặn, chỉ hơi ngọt ngọt, mặn mặn. Ăn với cơm rất là ngon. Vân khử trùng lọ đựng dưa với nước sôi để lọ thật là sạch, và như vậy dưa để lâu vẫn không bị khú. Quay lại dưa leo, lúc này muối đã tan hết rồi, nước ra khá nhiều. Dưa lúc này cũng rất mặn nên Vân sẽ đổ nước muối này đi và rửa dưa cho bớt muối mặn. Vân sẽ sấy dưa cho khô lại bằng cái máy sấy này, nhưng phơi nắng cũng tốt ha. Vàng cho dưa trải đều một lớp cho nhanh khô nè. Vân thiết định máy sấy ở nhiệt độ 145 độ F và sấy 1 tiếng. Chỉ sấy dưa khoảng 1 tiếng để dưa hơi héo và săn lại, khô ráo thế này là được. Vân không làm cho dưa héo queo lại đâu. Miếng dưa chỉ hơi héo lại vậy thôi ha. Cho dưa vào lọ nè. Đổ nước mắm đã pha vào. Màu nước mắm vàng nhẹ đẹp chưa? Nước mắm ngâm dưa này Vân dùng cả muối chứ không dùng 100% nước mắm, nên ai ngại mùi mắm vẫn rất dễ ăn. Lọ dưa không có bị nặng mùi mắm đâu các bạn. Đậy nắp lại và cho vào tủ lạnh. Ngâm qua ngày là dưa leo ăn được rồi, nhưng để càng lâu thì dưa càng thấm ngon hơn. Cũng giống với các bước Vân làm với dưa leo và nước mắm pha, nhưng Vân dùng củ cải đỏ để làm món củ cải đỏ ngâm mắm. Món này cũng giòn ngon lắm. Đây là lọ dưa Vân đã ăn gần hết rồi. Mỗi lần lấy dưa ra khỏi lọ là Vân luôn dùng đũa sạch để có thể trữ dưa được lâu hơn. Ngâm thế này lát dưa vẫn còn màu đẹp. Để lâu hơn một tí thì màu chỉ đậm hơn một tí thôi, nhưng vẫn rất giòn. Dưa leo ngâm mắm ăn với cơm rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vân và hãy đăng ký để nhận video mới từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.